cái đường tròn lượng giác này á thì nó thể theo hai chiều, chiều âm và chiều dương. Chiều thầy vẽ chiều dương là chiều quay ngược kim hồ, còn chiều âm của đường tròn lượng giác là chiều ngược kim hồ. Khi vật quay một vòng từ dương A quay đến điểm G này, sau đó về âm A, sau cô quay về A lại theo ngược chiều ngược kim đồng hồ, thì nó đã thực hiện một dao động hay là nó đã trong bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu tiếp cho các em một số phương pháp để chúng ta có kỹ năng tốt hơn để giải các bài toán về thời gian và quãng đường cũng như là tìm lý độ của vật. Hai phương pháp được hướng dẫn tiết hôm nay đó là phương pháp đường tròn lượng giác và trục thời gian. Thì hai phương pháp này thì có mối quan hệ bổ sung với nhau, chúng ta có thể kết hợp chúng là một cũng được. Thì phương pháp này vừa căn cứ trên mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và đường tròn, chuyển động tròn đều và dao động. Thì biểu diễn chuyển động tròn đều là mình trên một cung tròn, trên một đường tròn bán kính là A. Chúng ta vẽ trục OX đi qua góc tọa độ, thì điểm giao điểm đầu tiên này là phía bên tay phải, đây là biên dương. Phía bên tay trái chúng ta là biên âm, âm A. Ở giữa là vị trí cân bằng. Vậy nếu vật di chuyển trên cái đường tròn lượng giác này á, thì nó thể theo hai chiều, chiều âm và chiều dương. Chiều thầy vẽ chiều dương là chiều quay ngược kim hồ, còn chiều âm của đường tròn lượng giác là chiều ngược kim hồ. Khi vật quay một vòng từ dương A quay đến điểm G này, sau đó về âm A, sau cô quay về A lại theo ngược chiều ngược kim hồ, thì nó đã thực hiện một dao động hay là nó đã thời gian nó đi là một chu kỳ. Về cơ sở lý thuyết thì chúng ta sẽ căn cứ trên chuyển động tròn đều và trục thời gian này nhé. Đây, giả sử ban đầu thầy có chất điểm nằm tại vị trí M0. M0 và O thì tạo với trục OX một góc phi. Góc phi này gọi là phá ban đầu của dao động. Đây là nó đại lượng nó cho biết trạng thái của dao động ấy rất là quan trọng. Muốn có giá trị của phi thì chúng ta thể t bằng không vào, chúng ta sẽ xét được trạng thái ban đầu của nó hoặc là giá trị bất kỳ nếu đề cho giá trị khác. Bây giờ khi nó quay về tốc độ gốc hay tần số gốc omega theo chiều dương chẳng hạn, giả sử như vậy đi, thì nó tới vị trí M ở đây, thì M tới vị trí M thì nó đã đây và đây, nó đã quay được một góc là omega t cộng phi. Rồi
Vậy nếu chiếu điểm M xuống trục tọa độ thì chúng ta có được điểm ly độ của nó là x. Còn điểm M0 xuống OX thì đây là ly độ ban đầu. Vậy thì thường chúng ta xét thời gian hoặc là quãng đường di chuyển một vật thì căn cứ vào vật di chuyển từ x0 đến x thì chúng ta sẽ căn cứ vào trục tọa độ và cái góc quay này. Nếu căn cứ vào trục trục thời gian này này thì chúng ta có phương pháp trục thời gian, căn cứ vào góc quay để suy ra thời gian thì ở phương pháp đường tròn lượng giác. Bây giờ chúng ta biết là x, nếu xét theo lượng giác thì chúng ta biết x thì được tính ly độ bất kỳ bằng a cos omega t cộng phi đấy, vì cos là bằng kề chia cho nguyện không kề. còn đây hả ta? Rồi vậy bây giờ thầy sẽ đi cụ thể vào các phương pháp này luôn. Phương pháp số 1. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn phương pháp dùng đường tròn lượng giác trước nhé. Đây gọi phương pháp 1. Đầu tiên là bước 1 thì chúng ta sẽ xác định góc quay. Delta phi. Bước 2 là tính thời gian delta t bằng công thức delta phi bằng delta t bằng delta phi chia cho omega. Nếu dùng chu kỳ thì dùng delta phi nhân t chia cho 2 pi. Có thể là dùng đơn vị độ hoặc radian, ví dụ đây ghi chia 2 pi thì chúng ta dùng đơn vị radian. Còn không thì các em phải chuyển về 360 độ. Còn phương pháp này á thì chúng ta quan sát tình hình này, chẳng hạn như trong bài bài này chẳng hạn thì vật di chuyển từ xin lỗi, từ vị trí M đến vị trí M0 đến M0 đến M thì tương ứng với đó trên trên trục thời gian là có tọa độ x0 ở đây này là h0 nhưng ạ. Về vị trí em phóng lớn nha. Về vị trí M chiếu vuông góc lên là chúng ta có h chẳng hạn. Vậy thực ra bài toán này là tìm thời gian hay quãng đường vật di chuyển từ h0 đến h, từ ly độ h0 đến h. Vậy thì có rất nhiều cách giải, thì chúng ta xác định góc quay là ví dụ đi từ h0 đến h là từ a căn 3 trên 2 về a trên 2 thì, ví dụ bài này như hạn thì x0 là bằng a căn 3 trên 2, còn x là bằng a trên 2 thì góc quay thì chúng ta thấy tại vị trí M0 thì nó có một góc, nó có góc ban đầu là phi trên 6 này phi, còn tại vị trí mới thì
là góc quay là ôm ga t, còn phi thì góc đó là phi trên 3. Vậy suy ra delta phi sẽ bằng bao nhiêu? Delta phi là trừ hai góc này, lấy pi trên 6, xin lỗi, pi trên 3 trừ pi trên 6 thì bằng pi trên 6. Ra đáp đó. Vậy thời gian chúng ta tính delta t đơn giản rồi, bước 2 tính delta t bằng delta phi chia omega là pi trên 6 chia omega. Đây là bằng, nếu tính theo chu kỳ pi đến 6 nhân với t chia cho 2 pi, thay rút gọn đi thì là bằng t trên 12 giây. Đó là phương pháp là sử dụng đường tròn lượng giác. Còn phương pháp số 2 với bài này có vẻ dễ dàng hơn. Phương pháp 2 là phương pháp trục tọa độ, trục thời gian. Bước 1 là chúng ta xác định lý đồ ban đầu, xác định x0 đấy. Đấy, có khi gọi chúng ta gọi x1 được. Rồi, bước 2 xác định x, lý đồ x ở thời điểm cuối. Bước 3 thì nhìn trên trục thời gian mà chúng ta cộng các cái khoảng thời gian lại. Cách này nó trực quan, chúng ta thể quan sát trực tiếp được và khá dễ dàng, nhưng mà nó có một nhược điểm các em cần chú ý là quan sát được là các giá trị này là giá trị có số khá đẹp mà chúng ta có thể giải bài với số xấu. Về quan sát ở đây là hạt không là tương ứng với vị trí là a căn 3 trên 2 này, thì chúng ta thấy nó di chuyển từ đây đến đây, t trên 24 đây, t trên 4. Vậy chúng ta cộng thời gian t là bằng t trên 24 cộng t trên 24 là bằng t trên 12. Đấy, các em thấy là hai phương pháp này thì nó giúp chúng ta thể xác định thời gian cũng như có thể quãng đường vân vân trong cái dao động điều hòa. Ngoài ra còn có phương pháp nữa, đó là phương pháp sử dụng các phương trình lượng giác. Phương pháp này thì khá là thích hợp cho những bài toán số rất là xấu, số lẻ vân vân. Cái đó, phương pháp đó thầy sẽ hướng dẫn ở trong bài sau. Đây, bây giờ chúng ta sẽ giải một vài ví dụ để thành thạo trong cách ứng dụng các phương pháp này nhé. Ví dụ số 1 là một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos của 5 pt cộng pi trên 6, đơn vị là cm. Tìm thời gian delta t kể từ thời điểm ban đầu t bằng 0 thì a vật qua lý đồ x bằng trừ 2 căn 3 cm lần thứ nhất, b vật qua lý đồ x bằng 2 căn 2 cm lần thứ hai. Bài này thì thầy đã vẽ sẵn cái đồ thị đường tròn lượng giác trên trên hình phía bên tay trái.
Bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này với các phương pháp khác nhau cho chúng ta hiểu cái quy trình nhé. Bây giờ thầy giải, trước khi giải thì thầy sẽ làm một số cái thao tác phụ, đó là xác định thời điểm ban đầu trước. Bây giờ câu A thì chúng ta thể t bằng 0 vào, để câu A là cho t bằng 0 vào. Để chúng ta làm gì? Thể t bằng 0 vào á, để chúng ta suy ra được tọa độ ban đầu của nó. X0 bằng A cos omega t cộng phi, A là 4 này. Cos của 5 pi nhân 0 bằng cộng pi trên 6. Nếu viết gọn thì chúng ta chỉ cần ghi 4 cos pi trên 6 là được. Kết quả là bằng 2 căn 3 cm. 2 căn 3 thì chính là bằng A căn 3 trên 2 đấy. Đó là vị trí của nó trên, bởi vì A là 4, A căn 3 trên 2 thì cũng là bằng 2 căn 3. Đó là vị trí mà bụi tên ở đuôi góc của tên màu xanh này nè. Đó. Hoặc là tên chấm to thì đánh dấu dấu nhấn đây. Đó. Còn với giá trị này thì thế vào chúng ta sẽ suy ra vận tốc của vật là âm hay dương để kết luận là vận tốc bằng trừ 5 pi trên pi nhân 4, 5 pi nhân 4 sin pi trên 6. Giờ không cần viết kỳ giá trị không vào nữa thì kết quả là sẽ bằng âm 2,5 pi. Thì đây là giá trị âm. Để nhằm giúp chúng ta biết thông tin gì nè, giúp chúng ta biết thông tin đó, là nó sẽ đi bắt đầu tại vị trí 0 là A căn 3 trên 2. Nó sẽ đi theo chiều âm là chiều âm trục tọa độ OX đó. Chiều âm OX. Rồi đó là thông tin cơ sở mà đề cho. Bây giờ mới chúng ta mới bắt đầu ứng dụng các phương pháp này. Bây giờ phương pháp 1, dùng cái góc quay đây, hay là một tròn đơn giác. Rồi. Đây viết tắt nha, vòng tròn lưng giác. Đầu tiên thầy sẽ xác định góc delta phi. Nhìn lên hình này là nó sẽ quay từ vị trí P này vào. Đó. Rồi. Nó sẽ quay về vị quay đến vị trí trừ căn 3 trên 2, tức là trừ A căn 3 trên 2 là đây, vị trí G ở đây. Không lớn như các em thấy nha, đây vị trí G là trừ A căn 3 trên 2. Đó. Về cái góc này này, đây là góc quay. Vậy thì nhìn trục thời gian thì chúng ta cũng biết này, còn góc quay đây là tổng cộng là 2 pi trên 3. Phía trái này là pi trên 3, phía phải là phía phải pi trên 3, phía trái pi trên 3 cộng là 2 pi trên 3. Cái này nhìn nhập nhấn đi cho nó khỏe nhé. Rồi, xong một em. Tiếp theo, từ đây suy ra delta t thì áp dụng công thức thôi, bằng delta phi rồi chia cho delta t chia omega phải không, thì bằng 2 pi chia 3 chia cho 5 pi bấm máy pi pi bỏ 2 3 3 5 15, rồi 2 pi trên 15. Rồi, vậy là xong bài. Đây là phương pháp
con toàn lừng giác nha. Còn phương pháp số 2 đó là dùng tục thời gian. Hãy biết tắt luôn TTG. Dùng tục thời gian thì chúng ta quan sát tình hình để cộng các giá trị thời gian lại. Đây, vật đi từ A căn 3 trên 2 là vị trí này. Đấy, vị trí âm căn 3 trên 2 theo chiều âm là đây là chiều âm. Rồi. Vậy thì thời gian tổng cộng là đi là từ đây tới đây là T trên 24 phải không? T trên 24 cộng T trên 4 cộng T trên 12 cộng T nhân 2 lên, gấp đôi thời gian lên. Rồi. Chúng ta thể vào thôi. T trên 24 cộng T trên 24 cộng T trên 12 nhậm ra là T trên 6 đấy, nhân 2 lên. T trên 6 nhân 2 là T trên 3. Rồi, bây giờ tính chu kỳ là bằng 2 pi chia cho omega. Và rồi 2 pi chia cho omega là 5 pi nhân 3 pi pi giảm ước bằng 2 trên 15 giây. Đó, vậy thì các em thấy phương pháp vòng tròn lượng giác hay trục thời gian thì cũng cho kết quả cũng khá là nhanh gọn. Tất nhiên là trực quan nhất thì thầy thấy phương pháp dùng trục thời gian cũng nhanh chóng hơn. Bây giờ chúng ta chuyển sang ví dụ B nha. Tiếp theo ví dụ B, chúng ta sử dụng phương pháp số 1 như sau. Là phương pháp sử dụng vòng tròn lượng giác nha. Góc quay delta phi là bằng, muốn xác định được thì chúng ta vạch ra các vị trí xuất phát và đích để mà tìm. Đầu tiên, vật xuất phát tại đây. Khi quay đến vị trí A căn 2 trên 2 lần thứ nhất là đây. Là được một lần nha. Rồi. Sau đó, nó về vị trí A căn 2 trên 2 lần thứ hai là tại dưới này. Này. Vậy thì vật quay một vòng như sau. Đây, đây là một quay của nó. Đó. Vậy thì góc quay từ đây tới đây là pi trên 3. Rồi. Còn với từ điểm G mà quay vòng tại điểm P dưới này á. Đây phòng lớn này G này. Quay tại P đây là 90 độ. Rồi từ đây tới đây là pi trên 4. Pi trên 4 này. Đây pi trên pi này trên pi nhầm pi, còn đây là pi trên 3. Vậy chúng ta cộng lại nhé, đây là pi cộng với pi trên 4, kết quả là 19 pi trên 12 ra đẹp. Rồi việc còn lại là thể vào thời gian là suy ra thôi. Delta T bằng delta phi chia omega bằng 19 pi trên 12 chia omega là 5 pi.
Vậy là bằng 19 phần 60 giây. Phương pháp 2 là phương pháp trục thời gian, thì chúng ta quan sát về cái trục thời gian như thế này. Đi theo dấu âm là tại đây là t trên này, từ đây tới đây là t trên 6 này, từ đây tới đây là t trên 4 này. Rồi về lại đây là t trên 4 nữa, từ đây tới đây là nhập coi này, 1/12 cộng 1/24 là t trên 8. Rồi về cộng cả cái khoảng thời gian này lại, delta t sẽ bằng t trên 6, là đoạn thứ nhất này. Để từ vị trí xuất phát đến vị trí cân bằng là t trên 6. Từ vị trí cân bằng đến biên, biên ấm là t trên 4, về lại vị trí cân bằng là t trên 4 nữa. Từ vị trí cân bằng về vị trí đích là t trên 8. Cộng các khoảng thời gian này lại, chúng ta sẽ có 1/6 cộng 1/2, nhập hai cái kia lại cho nó nhân, cộng 1/8, kết quả là 19/24 t. Thế cái chu kỳ vào là bằng 2 pi chia cho omega. Omega là 5 pi, thì pi pi bỏ. Thì chúng ta suy ra được là bằng 19/60 giây. Rồi, đó là phương pháp sử dụng vòng tròn lượng giác và trục thời gian qua ví dụ 1. Giờ chúng ta tiếp tục. Alo, alo. 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 Rồi bây giờ thầy sẽ tiếp tục ở ví dụ 2.
Ví dụ hai là một vật dao động đi hòa với phương trình là x bằng 10 cos của 4 pi t cộng pi trên 2 cộng 2 pi trên 3 cm. Tìm thời gian delta t kể từ t bằng 1/6 giây cho đến khi vật qua a là vị trí x bằng trừ 5 căn 2 cm lần thứ 2, và b là x bằng 5 căn 3 cm lần thứ 3. Phương pháp giải như sau. Bây giờ chúng ta bắt đầu với ví dụ a nha. Với điều kiện ban đầu á, thì chúng ta có t bằng 1/6. Vậy thì suy ra giá trị omega t cộng với phi là bằng 4 pi nhân với t là 1/6 cộng với 2 pi chia 3. Bằng là 4 pi chia cho 3. Và cái này để dễ nhẩm thì chúng ta phân tích ra là bằng pi cộng với là pi trên 3. Vậy nôm na chúng ta hiểu là nó sẽ di chuyển từ vị trí biên A này này. Đây, vị trí biên dương A đi về vị trí biên âm là âm A đây, là được một giá trị pi nha. Rồi sau đó nó đi thêm một đoạn là pi trên 3, tức là góc 60 độ là từ đây tới đây nè này. Đây, đây là góc pi trên 3. Rồi vậy thì vị trí ban đầu của nó là chính là vị trí thay đánh dấu màu đỏ này nha. Rồi dần từ từ rồi sẽ hiểu. Vậy thời điểm ban đầu là nó đang ở vị trí đây. Nếu chiếu lên trục OX là trục nằm ngang thì chúng ta có lý đồ của nó A trừ A trên 2. Rồi bây giờ thầy sẽ thử tính với ông. Nếu nếu thầy thể vào cho giá trị của x nha, x không là bằng 10 cos thì bây giờ cái giá trị của pha dao động á, là chúng ta vừa tính này này, omega t cộng phi này này là chính là 4 pi trên 3. Chúng ta thể vào đây là ứng với thời gian là t bằng 1/6 đấy, 4 pi trên 3. Giờ bấm máy tính đi nào. Bấm máy tính thì chúng ta sẽ suy ra kết quả là bằng âm 5 cm, phải không? Âm 5 cm thì là bằng trừ A trên 2. Đó, vậy hoàn toàn khớp với dự kiện chúng ta thấy trên cái hình vẽ hình tròn đường tròn này này. Nếu chiếu cái vị trí ban đầu của vật dao động lên cái trục tọa độ thì chúng ta có vị trí xuất phát nó là A trên 2, trừ A trên 2. Đó.
Đây, xóa đi nó để bớt rối nha. Đây. Rồi, vị trí xuất phát của vật là đây. Đây là trừ A trên. Trên 2 là vị trí xuất phát. Đây là vị trí x0 á. Giờ chúng ta tính ở đây. Rồi, còn chúng ta hãy xem chiều chuyển động của nó bằng cách là thể vào vận tốc V0 là bằng trừ omega là 4 phi phong nhân A là 10 này, sin của pha dao động là omega t cộng phi đây này là 4 phi y trên 3. Bấm máy thì chúng ta ra kết quả là dương âm, để chúng ta quyết định biết xem chiều chuyển động nó là chiều nào. Thầy ra kết quả là 100, sắp xỉ 108. Đó. Tức là kết quả này dương. Điều này giúp chúng ta khẳng định là vật chuyển động theo chiều dương là nó sẽ từ vị trí thầy đang xét đây này. Này, trên hình là đây. Đây, ở vị trí này. Nó sẽ chuyển động về chiều dương, theo chiều dương là đi tới đây đến biên dương A. Đó. Bây giờ D nói là qua vị trí x bằng âm 5 căn 2 lần thứ 2 thì chúng ta tưởng tượng này. Bây giờ chúng ta xét trên con hình giác đây, nó quay đây, chạy tới đây, quay đây, tới đây chứ, là dòng xuống là trừ 5 căn 2 đây à. Đó. Lần thứ nhất này. Sau đó nó chạy tới đây, vòng một vòng tới đây, vị trí M đây, chiếu lên trục OX cũng trừ 5 căn 2, và đây lần thứ nhất này. Tới đây là lần thứ hai, đúng chưa? Đó. Vậy là chính là vị trí cuối cùng là vị trí X. Tại thời điểm T là nó nằm đây, và chúng ta dựng lên được góc quay như thế này. Vậy thì rõ ràng với cái dự kiện câu A này thì vật đã quay được từ đây, quay từ đây tới đây, về lại đây thì quay chưa được một vòng không? Đây, quay một chưa được một vòng này, tức là chưa được 360 độ, là chưa được 2 pi. Vậy chúng ta sẽ lấy 360 độ là 2 pi vào, trừ đi cái góc nhỏ này này. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ suy ra được góc quay. Bây giờ thầy trừ luôn nha. Thầy sẽ dùng phương pháp áp dụng phương pháp số 1 là delta phi là bằng 2 pi trừ đi pi trên 2. Đây là pi trên 2 là góc này này. Đây, góc này là một góc vuông không? Trừ đi góc này và góc bên này. Góc này là pi trên 6, góc này là pi trên 4. Rồi xong, à, pi trên 4 đây này, pi trên 6 đây. Đây là pi trên 4. Rồi vậy thì từ đó thầy sẽ có pi trên 6, pi trên 4. Rồi pha bấm kết quả này ra là kết quả bao nhiêu nhỉ? 23 pi chia cho 12, đúng không? Từ đó suy ra được delta t là bằng delta phi chia omega. Delta phi vừa tính xong đây rồi, 23 pi chia cho 12, omega là 4 pi vào. Omega lấy ở đâu này? Ngay trên này này, 4 pi này chính là giá trị omega vào. Rồi chưa xuống dưới này và bấm máy tính thì chúng ta suy ra kết quả và nhập nhân luôn tí pi bỏ, vậy là 23/48. Vậy
Vậy là thầy đã giải cái bài toán A bằng phương pháp số 1 là phương pháp đường tròn lần giác đấy. Giờ chúng ta thử phương pháp 2 thì giải như nào nhé. Nếu dùng chút thời gian thầy được tập nhé. Thì delta T tính như nào này. Đây. Đây là vị trí xuất phát phải không? Đây xuất phát, vị trí đích ở đây. À, xuất phát tại vị trí này đi theo chiều dương là tới vị trí biên dương A1. Rồi sau đó quay vòng trở lại, đi theo chiều này, sau đó quay vòng trở lại và đi qua vị trí trừ 5 căn 2 lần thứ nhất. Sau đó tới vị trí biên âm, âm A. Sau đó vòng lại vị trí âm 5 căn 2 lần thứ 2. Vậy đây là vòng đi được 2 lần. Vậy tới đây là điểm đích của chúng ta. Vậy tổng thời gian chúng ta tính như nào? Đây, từ đây dòng xuống đây. Đây. Từ đây tới đây là T trên 12 cộng với đây từ đây tới biên 1 phần tư chu kỳ, tức là cộng T trên 12 này, cộng T trên 24, cộng T trên 24, cộng T trên 12 là T trên 1 đấy. Sau đó quay trở lại phía bên này, từ biên dương trở về biên âm là một nửa chu kỳ, cộng lại tất cả các khoảng thời gian này, từ bên này qua bên kia đây là 1 phần 2 chu kỳ đó. Sau đó nó vòng trở lại một đoạn trên này, này phía trên này luôn. Thì đây là T trên 12 cộng T trên 24. Đó. Rồi bây giờ chúng ta tính tổng cái thời gian này là delta T sẽ bằng T trên 12 cộng T trên 4 cộng T trên 2 cộng T trên 12 cộng T trên 24 sẽ bằng T là bằng 2 pi chia omega, là bằng chia 4 pi đưa ra ngoài. Còn trong này là 1 phần 12 này, cộng 1 phần 4, cộng 1 phần 2, cộng 1 phần 12, cộng 1 phần 24 phải không? Rồi, nhầm số này nữa là chúng ta ra kết quả. Kết quả là thầy cũng tính ra được là 3/48. Đó. Tất nhiên tính này khá là dài phải không? Giờ cảm thể nhầm nhanh hơn. Bây giờ nếu mà chúng ta thấy là đi từ vị trí xuất phát là đây tới trở về đi một vòng tới đây là chúng ta thấy là nó đi được một cái thời gian là T. Đó. Rồi. Mà trừ đi cái khoảng thời gian 1/24 này này, chu kỳ á, tức là nó còn chưa đi hết được đoạn T trên 4 thì mới đạt là một chu kỳ. Vậy chúng ta lấy hai giá trị này chúng ta trừ đi thì nhân hơn, T chia cho 1 trừ cho 1/24 thì số sẽ nhầm sẽ ngắn hơn. Để bằng 2 pi chia cho omega là 4 pi. Trên 1 cộng trừ 1 trên 24 thì kết quả này sẽ ra là coi chính xác không này, 2/4 nhân với 1 trừ cho 1/24 này, bấm máy xong chưa, cũng ra là 23/18 không. Đó. Vậy à, đó là thầy đã hướng dẫn các em giải ví dụ
ví dụ A, ví dụ 2A, đó bằng hai phương pháp là vòng tròn lượng giác và trục thời gian. À, chú ý một điều là vòng tròn lượng giác á, thì không trực quan bằng trục thời gian, nhưng đôi khi trong một số trường hợp thì nó là tính nhân hơn hoặc ngược lại. Và trục thời gian thì bắt buộc là chúng ta phải dùng với số đẹp, còn vòng tròn lượng giác số lẻ chúng ta vẫn tìm được. Rồi bây giờ các em chuyển sang ví dụ B, ví dụ 2B nha. Bây giờ thầy hướng dẫn ví dụ B nha. Hình vẽ ví dụ B này. Đây. Quan sát hình ví dụ B nha. Thầy nhắc lại cái thời điểm T, cái này ở ví dụ A là T trên 6 giây thì chúng ta tìm được là omega T cộng phi là bằng 4 pi trên 3 ra đèn. Và chúng ta đã tìm được x0 là bằng -5 sang mét, phải không? Tức là bằng -a/2. Còn về dương rồi, cái này thầy viết lại. Tức là vật chuyển động theo chiều dương. Bây giờ chúng ta phân tích vị trí x là 5 căn 3, là tức là răng mẻ thì bằng a căn 3 trên 2, vì lý do là a là 10 đấy nhá. Với căn 3 trên 2 thì cũng là bằng 5 căn 3. Bây giờ quan sát trên cái vẽ để mà thầy phân tích về phương pháp vòng tròn lượng giác này. Đây là vị trí ban đầu của nó, x0. Còn sau khi đến sau khi chuyển động thì nó sẽ đi qua vị chuyển động theo chiều dương, là nó sẽ qua như này này. Đây là qua chiều dương, đi theo chiều dương qua vị trí a căn 3 trên 2 lần thứ nhất. Đấy. Mà D nói là mấy lần này? Lần thứ 3 phải không? 3 lần lần này. Vậy đi tới đây thì cũng giống lên là a căn 3 trên 2. Đây là lần thứ 2. Sau đó nó quay thêm một vòng đi tới đây nữa, vòng tròn này. Đây. Cho nên lần thứ 3. Rồi. Vậy chúng ta bắt đầu nhẩm kết quả này. Rồi, vậy là góc quay là bao nhiêu? Quay nó quay đi
từ vị trí này tới đây, về đây là được cả 2 pi vào, tới đây là được 2 pi này. Rồi quay đi được 2 lần đó, là được 2 pi rồi đó. Sau đó đi từ đây tới đây thêm một đoạn nữa. Đoạn này là góc mấy độ nè. Góc này là pi trên 6. Rồi còn pi trên 6 nè. Từ đây tới đây là góc mấy độ nè. Góc này là bên này là 30 độ. Là pi trên 6 thì đây là pi trên 3. Rồi. Là tức là góc 60 độ đấy. Vậy chúng ta đã có góc quay đấy. Vậy góc quay delta phi có thể tính được rồi. Giờ thầy chuyển qua bên này. Delta phi bằng 2 pi cộng với pi trên 6 cộng pi trên 3 bằng 2,5 pi. Ra đi ạ. Vậy thời gian tính đơn giản rồi, bằng delta phi chia delta t, delta phi chia cho omega là bằng 2,5 đây này, là delta phi vào 2,5 pi chia omega là 4 pi là bấm máy là ra 5,8 giây. Rồi đó là phương pháp dùng đường tròn lần giác. Còn phương pháp số 2 trục thời gian. Quan sát trục thời gian như thế này này. Đây là vị trí xuất phát. Rồi. Đi theo chiều dương, này. Thì tới đây là được một cái thời gian là t trên 12 này cộng với t trên 12 cộng với t trên 4, tức là từ đây tới đây là t bằng 4 đấy. Sau đó quay về lại bên này, đây qua đây là từ biên dương đến biên âm là mất thời gian là t trên 2 một nửa chu kỳ. Đó quay về đây đó, tổng cộng bên này là chia ra đi cho dễ tính nha, đây là t trên 4 này cộng bên này t trên 12, t trên 4, t trên 4, đưa vào đây luôn. Rồi, bây giờ thầy tổng kết lại. Thế là t sẽ bằng t trên 12 cộng với t trên 4 cộng với chỗ này t trên 2 cộng với bên này t trên 4 cộng bên này là t này t trên 12 cộng t trên 24 cộng t trên 24, bấm máy số này, cái này đưa ra ngoài cho gọn, đưa vào ra ngoài là 5, bấm máy đi nè, 1/12 cộng 1/4 cộng 1/2 cộng 1/4 cộng 1/12 cộng 1/24 cộng 1/4, kết quả là 5/4, 5/4 t, tức là bằng 5/4 nhân với 2 pi chia omega. Omega cái này là bằng 4 pi với nhỉ, là 4 pi. Vậy là kết quả của bài sẽ là bằng 5/8 giây. Đó.
Vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em xác định thời gian vật chuyển động mà không phải kể từ thời điểm ban đầu t bằng 0 mà thời điểm ban đầu là t bằng 1/6 giây. Nó có khác một chút để nó phức tạp hơn một tí, nhưng mà chúng ta hoàn toàn thể giải được, miễn là chúng ta tính được x0 v0. Tính x0 mục đích là để chúng ta biết xem là nó xuất phát tại đâu này, và tính v0 là để xem là chuyển động theo về hướng nào, tức là hướng theo chiều dương của khối x hay là chiều âm này. Bởi vì theo hai hướng thì nó sẽ cho các cái khoảng thời gian khác nhau. Vị trí đích thì d sẽ cho, thường ví dụ người ta cho đi tới vị trí nào đó, chúng ta quy ra nó giả thuyết đặc biệt là bao nhiêu đó. Vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn xong hai ví dụ. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục ví dụ 3, 4, 5, 6 vân vân, cho nó hoàn tất cái giảng toán này. Mà chương trình chúng ta đến đây là kết thúc. Các em có câu hỏi gì nên đặt câu hỏi trong phần thảo luận nhé.